Chào mừng các bé đến với chương trình đọc sách cùng Đinh Thị Búc. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe câu chuyện Bà Chúa Tuyết. Câu chuyện này nằm trong cuốn tuyển tập những câu chuyện kể hay nhất thế giới, với rất nhiều hình minh họa xinh đẹp. Sau khi nghe xong chuyện, bé sẽ hiểu rằng sức mạnh của trái tim, tình bạn chân chính sẽ giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Ngày xưa, có một ông vua khổng lồ độc ác dựng lên một tấm gương ma thuật. Chiếc gương đặc biệt này biến mọi thứ vốn dĩ xinh đẹp hoặc tử tế trở thành xấu xí và tồi tệ khi được phản chiếu trong nó. Ông vua khổng lồ thực sự là một kẻ rất xấu tính. Ông ta đi chu du khắp thế giới và dùng chiếc gương này để khiến bất cứ ai nhìn vào cũng đều chỉ thấy những hình ảnh phản chiếu xấu xí nhất ở họ và tất cả mọi thứ xung quanh. Một ngày nọ, ông vua khổng lồ quyết định trêu đùa các thiên thần bằng cách cho họ soi mình trong tấm gương của ông ta. Nhưng khi ông ta cố gắng mang chiếc gương lên cao tít trên thiên đường, ông ta đã đánh rơi nó xuống và tấm gương ma thuật vỡ tan tành thành cả triệu mảnh nhỏ li ti. Một cơn gió to cuốn những mảnh vỡ của chiếc gương bay đi rồi rải chúng lên khắp nơi trên trái đất. Những mảnh vỡ li ti ấy bị thổi vào trong mắt mọi người, khiến họ nhìn thế giới thành ra một nơi tồi tệ và đáng ghét. Và khi mà một mảnh gương vỡ chạm vào trái tim ai đó, nó sẽ khiến người đó trở nên lạnh lùng như băng giá, để rồi khiến họ không bao giờ cảm thấy vui vẻ được nữa. Nhiều năm sau, những mảnh vỡ của tấm gương rơi xuống một thị trấn nhỏ, nơi có đôi bạn thân thiết là Kai và Gerda. Họ đang sống ở đây rất hạnh phúc. Khi đôi bạn thân đang ngồi đọc sách cạnh nhau, một mảnh gương vỡ rơi vào mắt của Kai và một mảnh khác xuyên vào trái tim cậu bé. Thế là trong tích tắc, mọi thứ bỗng nhiên thay đổi. Kai phá hủy vườn hoa hồng mà cậu cùng Gerda đã cùng nhau trồng và chăm sóc. Rồi chỉ vì những chuyện dù là nhỏ nhặt nhất, cậu cũng cãi cọ và mắng nhiếc cô bạn. Chẳng mấy chốc, đôi bạn chẳng còn chơi với nhau được nữa. Mùa đông năm ấy, lúc Kai đang chơi một mình ngoài trời tuyết lạnh giá, thì một chiếc xe kéo khổng lồ đỗ lại bên cạnh cậu. Một người bí hiểm ngồi trên xe gọi Kai lại gần, và cậu phát hiện ra mình đang nhìn chằm chằm vào đôi mắt màu xanh lơ của Bà Chúa Tuyết. Kai ngây ra như bị mê hoặc. Rồi khi Bà Chúa Tuyết mời cậu lên ngồi cùng xe với bà ấy, cậu hoàn toàn thuận theo mà không hề kháng cự. Kai vừa sợ hãi, vừa lạnh tê cóng người. Nhận ra cậu đang lo sợ, Bà Chúa Tuyết hôn lên trán cậu. Ngay lập tức, cảm giác lạnh cóng và tất cả ký ức của cậu biến mất hết. Bà Chúa Tuyết đánh chiếc xe kéo của mình chạy mãi, hướng về lâu đài băng giá của bà ấy. Khi không thấy Kai quay về nhà, mọi người trong thị trấn cứ tưởng rằng cậu đã ngã xuống sông và chết đuối. Nhưng người bạn trung thành của cậu là Gerda nhất mực tin rằng cậu vẫn còn sống. Đầu tiên, Gerda lấy thuyền trèo ra giữa dòng sông và ngỏ ý dâng tặng đôi giày mới cứng của mình nếu dòng sông chịu trả lại người bạn cho cô. Nhưng dòng sông không hề giữ Kai, thế nên Gerda tiếp tục hành trình tìm kiếm. Gerda tiếp tục cuộc tìm kiếm của mình
Cô đã tới một khu vườn đầy mê hoặc. Quanh năm chỉ có mùa hè vui tươi. Chủ nhân của khu vườn là một tiên nữ rất cô đơn, nên đã phù phép khiến Gerda quên hết mọi thứ và ở lại nơi đây. Khi câu thần chú linh nghiệm, tất cả loài hoa hồng trong khu vườn ngả dạp xuống mặt đất để cho Gerda không còn nhớ nhà và khai nữa. Thời gian qua đi, Gerda không hiểu tại sao cô lại cảm thấy thật buồn bã ở một nơi tuyệt đẹp như chốn này. Thế rồi một ngày nọ, khi cô đang ngồi khóc, một giọt nước mắt rớt xuống mặt đất và một cây hoa hồng bật dậy. Những bông hoa thì thầm với Gerda rằng khai chưa chết đâu. Và thế là câu thần chú của tiên nữ được hóa giải. Gerda thoát khỏi khu vườn mê hoặc. Sau khi đi bộ một đoạn đường rất dài, cô gặp một con quạ. Lúc này, Gerda đã đói meo rồi, nên cô rất biết ơn khi quạ tốt bụng cho cô một ít bánh. Khi Gerda ăn bánh, cô kể cho quạ nghe về việc cô đang tìm kiếm người bạn thân thiết của mình. Quạ lắng nghe rất chăm chú. Rồi nó kể cho Gerda nghe về một nàng công chúa đang loan tin kén rể, và đó phải là một người vừa thông minh lại vừa vui tính. Nàng công chúa ấy vừa tuyển chọn được chàng hoàng tử hoàn hảo cho mình, và quạ tin rằng chàng rể đó hẳn chính là Kai. Gerda nghe được lời quạ kể thì lấy làm phấn chấn. Cô bèn lên đường tìm kiếm cung điện của nàng công chúa. Nhưng khi đến nơi, cô phát hiện ra rằng chàng hoàng tử mà quạ đã nhắc đến không phải là cậu bạn thân thiết của mình. Nàng công chúa và chàng hoàng tử rất lấy làm tiếc cho Gerda. Thế là họ tặng cô một vài bộ quần áo ấm và một chiếc xe ngựa để cô có thể tiếp tục hành trình tìm kiếm của mình. Sau khi Gerda rời cung điện chưa được bao xa, thì những tên cướp đã theo dõi chiếc xe ngựa sang trọng của cô từ trước, bèn tấn công cô. May mắn thay, một cô con gái nhỏ trong đám cướp đã thương cảm trước hoàn cảnh của Gerda. Thế là những tên cướp khác không làm cô bị thương và đứt. Thế là những tên cướp khác không làm cô bị thương và đưa cả cô về xào huyệt của bọn chúng. Ở đó, cô gái nhỏ trong đám cướp có nuôi những con chim bồ câu cổ trắng và một con tuần lộc có dây cương làm thú cưng của mình. Một đêm nọ, trong lúc cô gái nhỏ trong đám cướp đang ngủ say, quạ ghé tới thăm Gerda và nói chuyện với đám bồ câu. Thì thà thì thầm rất khẽ. Chúng kể cho quạ nghe rằng bà chúa tuyết đã được khai tới Lapland rồi. Buổi sáng hôm sau, Gerda kể cho cô gái nhỏ trong đám cướp biết những điều đám bồ câu đã mách bảo. Cô gái nhỏ có thể nhận ra rằng Gerda đang rất buồn bã. Thế là cô gái đồng ý thả tự do cho Gerda và để cô mang theo con tuần lộc làm vật cưỡi. Đó là một hành trình thật dài tới lâu đài của bà chúa tuyết. Và Gerda có hai lần dừng chân. Lần đầu tiên, cô gặp một bà lão người Lạp và nán lại nhà bà. Bà lão người Lạp kể cho Gerda biết rằng bà chúa tuyết đã rời khỏi lâu đài mùa hè của bà ấy ở Lapland để đến lâu đài mùa đông ở Feymark. Lần thứ hai, cô nghỉ chân tại nhà bà lão người Phần Lan. Bà lão người Phần Lan kể cho con tuần lộc nghe bí mật về sức mạnh đặc biệt của Gerda để giúp cô bé có thể cứu Kai từ trong tay của bà chúa tuyết. Sức mạnh đó nằm trong trái tim trẻ thơ trong sáng của cô. Khi Gerda tới lâu đài của bà chúa tuyết, cô đã bị những bông tuyết đang làm nhiệm vụ canh gác bảo vệ tòa lâu đài cản trở. Nhưng khi cô đọc lời cầu nguyện,
hơi thở của cô tạo ra hình dạng các thiên thần. Các hình dạng này đã chiến đấu với các bông tuyết trắng, giúp cô có thể bước vào trong tòa lâu đài an toàn. Ngay khi đã vào được bên trong, Rhoda nhìn thấy Kai đang ngồi trơ trọi trên một cái hồ đóng băng. Kai hoàn toàn bất động vì cậu đang ngồi giải một trò chơi xếp hình mà bà chủ tuyết đã sao cho. Nếu cậu có thể ghép được từ vĩnh cửu, từ những mảnh băng vỡ, thì bà chủ tuyết hứa sẽ giải phóng cậu khỏi quyền năng của bà ấy. Rhoda vui mừng khôn xiết khi thấy bạn mình vẫn còn sống. Cô chạy ào tới chỗ Kai và hôn lên má cậu. Cô bật khóc, những hàng nước mắt tuôn trào. Khi những giọt nước mắt ấm áp của Rhoda rơi lên người Kai, chúng làm tan đi băng giá trong trái tim cậu ấy và cuốn trôi đi mảnh gương ma thuật ghim trong tim cậu. Trong tích tắc, mọi thứ thay đổi. Một lần nữa, Kai lại có cảm xúc. Cậu cũng òa khóc theo. Và dòng nước mắt của cậu cuốn phăng mảnh gương vỡ bé tí xíu vướng trong mắt cậu. Kai trở lại là một chàng trai khỏe khoắn và hạnh phúc. Kai và Gerda nắm tay nhau, vui mừng nhảy múa trên mặt hồ băng. Những mảnh băng hòa chung niềm vui của họ, cũng xoay tròn, cuốn tít và xoắn quện không ngừng. Khi đôi bạn mới hội ngộ đã thấm mệt vì nhảy nhót, những mảnh băng rơi xuống ghép thành chữ vĩnh cửu. Thế là lời bùa chú của bà chú tuyết được hóa giải và Kai được tự do trở về nhà cùng cô bạn thân thiết nhất của cậu, Rhoda. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại bé trong các chương trình đọc sách tiếp theo của Đinh Tĩnh Úc nhé!